Video này sẽ hướng dẫn anh chị thao tác đơn nhập tồn đầu kỳ. Chức năng này giúp anh chị nhập hàng tồn kho đã có từ trước khi sử dụng ứng dụng, mà chi phí nhập tồn đầu kỳ sẽ không được ghi nhận trong báo cáo sổ quỹ tiền mặt. Trong mục quản lý, chọn hóa đơn, sau đó chọn tồn đầu kỳ. Giao diện hiển thị các đơn nhập tồn đầu kỳ trước đó nếu có, bấm chọn bộ lọc để xem danh sách đơn theo thứ tự cũ hoặc mới, bấm tạo đơn đầu kỳ để tạo đơn nhập tồn mới, nhập tên sản phẩm vào thanh tìm kiếm hoặc quét mã vạch để chọn sản phẩm, anh chị có thể chọn một hoặc nhiều sản phẩm cho cùng một đơn. Có thể chỉnh sửa đơn giá, số lượng sản phẩm, sau đó bấm vào dấu mũi tên để đi đến trang hóa đơn tồn đầu kỳ. Kiểm tra lại các thông tin về số lượng, giá nhập và mức thuế. Để chỉnh sửa đơn nhập tồn đầu kỳ, anh chị bấm vào đơn muốn cập nhật thông tin. Màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết đơn, chọn dấu ba chấm ở góc phải phía trên màn hình, sau đó chọn sửa và thực hiện các bước như nhập đơn tồn đầu kỳ mới. Chỉnh sửa xong anh chị bấm vào dấu mũi tên để đi đến trang hóa đơn tồn đầu kỳ. Nhấn vào nút lưu để lưu lại thông tin vừa thay đổi. Để xóa đơn nhập tồn đầu kỳ, chọn đơn cần xóa, sau đó chạm vào dấu ba chấm ở góc phải phía trên màn hình, chọn xóa, nhấn OK.